Hello, chào các bác, chào các bác đến kênh từ đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay thì em ngập các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Seiko Presage Và chiếc này chúng ta thì sẽ có thiết kế mặt kính được làm dạng kính vòng cong cực kỳ đẹp Và rất độc đáo ở trên những bộ máy 6R à, Những cái bộ máy dòng sản phẩm Seiko Presage, sử máy 6R của nhà Seiko thì thường chỉ có dòng sản phẩm này SARC 013, 015 và 018 thì chúng ta sẽ có sự phần mặt kính được làm kính HD cong thôi các bác nhé Chứ còn lại thường nó sẽ làm với kính phẳng Chiếc ngày hôm nay chúng ta sẽ là một chiếc được anh em đánh giá là có thiết kế phối màu đẹp nhất của dòng sản phẩm này với cái phần à, mặt số màu trắng kim mà cọc được mạ PD vàng không đi kèm với nó là bộ dây da rất là bắt mắt. À, độ mới chiếc đồng này thì anh em dùng hoàn toàn yên tâm. Em này chẳng có cả hộp đựng đầy đủ cho bác nữa. Đấy, hàng vừa về thôi. Đây một con đồng hồ phải nói là rất đẹp, nhìn cực kỳ định mắt các bác nhá. Đặc biệt là cái phần mặt kính. Mặt kính của em này nhìn nó có cái dạng kính vòng cao và nó có hướng ánh sáng rất là hay, tạo cái độ sâu rất là tuyệt vời của đồng hồ và em này thì mặt kính rất là trong trẻo, cực kỳ dễ nhìn. Trước khi đánh cơm trước đầu, trong video ngày hôm nay, sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng 1 2 giây thôi, mình đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi anh em đã video đồng hồ mới YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em. rồi anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian này anh em nữa, chúng ta sẽ gửi hơn với chiếc Seiko Vset trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Seiko Vset SRC 018 hôm nay thưa các bác là một chiếc hàng qua sử dụng về độ mới em đánh giá chiếc đầu này độ mới còn rất là tốt các bác mua thì không phải lăn tăn về độ mới chiếc đầu này à, đây là một chiếc với cái phối màu rất đẹp anh em nhìn thấy là tông màu này thì sẽ là mặt số màu trắng kim một cọc số sẽ được mạ pd vàng không đi kèm đem em nó chúng ta sẽ có bộ vỏ bên ngoài cũng được xen khô mạ pd vàng không và cái cảm giác cái nước mạ trên chiếc đầu này thì cảm giác rất là dày dặn rất đẹp anh em nhé à, bộ dây đi kèm của chiếc đầu này chúng ta sẽ có dây da và đây là chất liệu dây da cá sấu được làm màu nâu đỏ và màu sắc rất là sáng đẹp đấy độ mới phần dây còn rất tốt Khoá đi kèm làm chiếc khóa bướm chống gập chống ngoại dây có logo của Seiko và anh em thấy là khóa sẽ được mạ PD vàng hồng và đánh bóng toàn bộ. SDC 018 tám thì nó sẽ nổi bật với thiết kế kính vòng cong và anh em nhìn thấy là kim do nghiêng gần cạnh như này chúng ta sẽ thấy là cái kính vòng của em này sẽ nổi cong cao rất là đẹp và với kính vòng này thì nó sẽ là chất liệu kính hatchlex đây là chất liệu kính độc quyền của thương hiệu Seiko. Kính hatchlex thì về khả năng chịu lực và đập và chống sốc của em nó là cực kỳ tốt. Tuy nhiên về vấn đề chống nước thì nó chưa thể bằng được kính sapphire. Để cho anh em trong quá trình sử dụng chúng ta nên giữ gìn một chút cho phần mặt kính này các bác nhé. À, kính thì, à, cái kính vòng cong thì các bác sử dụng này cái lực va đập nó sẽ đập trực tiếp vào phần mặt kính này trước Đấy, cho nên là các hãng họ ưu tiên là về cái phần mặt kính này ưu tiên lực va đập cho nên là thường nó sẽ là kính cứng hoặc là kính h lách ví dụ Seiko sẽ là kính h lách hơn nữa thì với kính vòng cong này mà nếu anh em làm kính sapphire thì giá nó sẽ rất là cao và thậm chí có thể gần như là gần ngang ngửa với là một con đồng hồ À, trước này chúng ta sử dụng một máy 6 21 cho nên là một số của em nó sẽ có các sữa đặc lịch thứ lịch ngày và chức năng vào sớm bán năng lượng giữ, có đó Cầm bên này trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em nó ở mức rất là vừa phải, gọn gàng, nhẹ nhàng. cái cho này khi mà anh em đeo thì khi mà hoạt động ở tay với đồng hồ thì rất thoải mái, không bị ảnh hưởng nhiều. Thiết kế đẹp với tông màu mặt số màu trắng kim một cọc số được mạ PD màu hồng rất đẹp, rất sang và cực kỳ bắt mắt. Thêm nữa chúng ta sẽ có độ hoàn thiện thì với độ hoàn thiện của thương hiệu Seiko Precept thì không có gì để mà chê cả các bác nhé. Hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời, đẹp sang. À, về cái kích thước thì chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ giữ size mặt của em nó là 40 mm và độ dài mặt số của em này khoảng tầm 12,5 và chiều dài càng cái này nó sẽ lanh quanh khoảng tầm 47 mm với cái chai mặt 40 như này thì anh em chỉ cần chú vi cái tay khoảng tầm từ 15.5 cm là anh em thể đeo rất đẹp trước này còn nếu mà đeo đẹp gọn là sai mặt chu vi của tay của anh em khoảng tầm từ 15.7 15.8 cho đến khoảng tầm 17.5 cm là anh em đeo rất đẹp trước này à, về giá bán thì nếu anh em mua hàng mới của chiếc SARC 018 này chúng ta nếu mà anh em mua về có thể à, bên em có thể đặt hàng được nhưng mà sẽ phải nói với anh em là cực kỳ khó đấy nhá với mức giá sẽ quanh của 22 đến 23 triệu đồng tùy vào thời điểm à, tiếp theo nữa thì uh, chiếc này thì hiện tại chiếc hàng uh, là new uh, độ mới còn rất là tốt thế này qua sử dụng độ mới rất tốt bên em đang bán với mức giá hiện tại như chiếc này chỉ là 15 triệu 500 đồng thôi mức giá rất rất rẻ cho bộ, cho chiếc này rồi anh em nhé 15 triệu 500 đồng thì nếu anh em ra ngoài store thì anh em chỉ có thể mua được những bộ uh, chữ đồng hồ với kính vòng cao này chúng ta chỉ có thể mua được dòng sản phẩm Seiko với chiếc cốc tiêu thôi. Đấy là những con dòng dùng máy 4R35 và 6 rồi anh em nhé. Chứ còn nếu mà anh em mua những con Seiko với chiếc cốc tiêu mà sử dụng máy 4R87 thì nó còn không đủ tiền. 4R57 nó phải hơn, phải tầm hai chục hơn. Đấy, đấy. Anh em lưu một chút là 15 triệu 500 là một mức giá quá tuyệt vời cho chiếc đồ này rồi. Một chiếc thiết kế đẹp, kính vòng cao và máy cơ 6R21, bộ máy cực kỳ chất lượng của dòng máy 6R nhà Seiko. Còn về thiết kế mặt số thì em dùng kỹ hơn anh em nhìn một chút về mặt số chiếc này đây à, đây là một chiếc đồng hồ sử dụng phần thiết kế mặt số rất là đẹp và chúng ta sẽ nhìn thấy là mặt số của em nó sẽ được làm dạng mặt số màu trắng được trải tia sáng sáng sang bớt ở chỗ góc chức năng vào sắp bán năng lượng dự cót này thì nó sẽ có được vân hình cả quạt còn các góc, còn cái phần còn lại rồi. khoảng 2 phần 3 mặt số thì nó sẽ được làm toàn bộ với phần vân trơn anh em thấy là màu trắng rất dễ nhìn mà màu sắc rất sáng anh nhé cái kính này thực sự nó rất là trong anh em bên ngoài mà nhìn cái kính này rất ưng mắt kính rất là trong và kính vào cao tạo độ sâu rất tuyệt vời và nghiêng bài có cạnh thì có hiệu ánh sáng rất là hay vài ngàn đêm đến phút thì hãng sẽ để vào ngoài cùng các nhá vào ngoài cùng và tông màu đen tương phản với màu trắng rất dễ nhìn về dưới góc 6 giờ chúng ta vẫn sẽ dòng chữ Japan đây là chiếc sản xuất và đắp tại Nhật và máy 6 21 và bên này chúng ta có mã của phần mặt số bộ ba kim thì, thì ở bên trong thì chúng ta sẽ có kim của phần lịch thứ ở góc 3 giờ và anh em thấy là nó sẽ được trang trí các vòng tròn đồng tâm và kim sẽ được mạ PD bằng hồng với dưới góc 6 giờ là chức năng ở phần lịch ngày góc 9 giờ là chức năng power báo năng lượng sự cót và kim xăng ba kim nhỏ làm dạng kim thon dài vứt nọ đầu kim và anh em thấy là hoàn thiện rất là tốt à, ba kim lớn chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh cho một mà với cái tổng số động là 28 mươi của bộ máy đôi kim chúng ta sẽ hình thoi kim giờ và kim phút được làm dạng kim dolphin nhìn chung cái tổng thể trước đầu này thiết kế thì kim cọc nó khá là giống với một chiếc seiko với chiếc cocktail nhưng mà với bộ máy sáu trăm hai thì đây được xem như là một cái phiên bản nâng cấp hoàn hảo của dòng cocktail các bác nhé cọc số dạng vạch với góc 12 giờ chúng ta có vạch đôi cọc số lại có vạch đơn bình thường kim và cọc số sẽ được mạ với đề bằng hồng trên cái nền mặt màu trắng cực kỳ dễ nhìn đẹp sang đẳng cấp anh em nhìn yêu chưa bắt sáng phản quang rất tốt nhưng vài có cạnh này mà cái kim cọc nó sáng lên đắp lánh luôn <laughs> kính hát lách độc quyền của thương hiệu Seiko và kính này còn rất là mới không hề có vết xước nào đâu các bác nhá đấy à, toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài nó sẽ đánh báo hết đúng chỉnh của logo chữ S của thương hiệu Seiko này Đấy, về độ mới phần niềng này anh em thấy là phần niềng nó xuất hiện một vài vết sức phải lông mèo Nhưng mà rất nhẹ và rất ít thôi các bác nhé, không bị sức quá nhiều đâu Đấy, độ mới còn gần như là hoàn hảo luôn Đấy, cạnh bên trên này, càng trên này, càng dưới này Cạnh bên này, cạnh bên, này cạnh bên cũng có một vài vết sức phải lông mèo Nhưng mà cũng rất ít thôi, Rồi một vài vết ở đây thôi Đó, không bị cân móp, không bị sức to được các bác nhé Bên này tương tự này, cái nước mạ của chiếc này cái nước mạ của em này là cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào rất là dày dặn Đấy. Đó, nước mạ rất là bền bỉ theo thời gian mạ sẽ cô anh em yên tâm dùng ở đây chúng ta sẽ là dây da cá sấu được làm với vân mắt tre và đây là dây da màu nâu đỏ rất là bắt mắt và đẹp đấy các bác nhé Đây bên này tương tự này có bướm chống gập trong ai dây có logo Seiko và anh em thấy cái khóa này độ với nguồn rất, rất tốt một vài cái sức phải lông mèo rất nhẹ thôi đấy. khóa màu vàng hồng các bác nhé đó là về ngoại hình ở trước đầu này phải nói là rất ổn áp về kích thước thì chiếc này chúng ta thì có sai mặt của em này là khoảng 40 mm Đấy, độ dài mặt số 12,5 12,5 tính cả phần kính vòng cong chứ cái phần càng này thì dài nó chỉ khoảng tầm 11,5 thôi 11 thôi ở đây chúng ta sẽ có lắc tô lắc là 47 Đấy, thông số kích thước rất đẹp với chiếc này thì em nghĩ là tay khoảng 15.5 là có thể đeo được rồi với độ tay của em là 15.8 này Đấy, khi anh em thấy khi mà tay 15.8 thì đeo lên tay rất là vừa vặn và đẹp mắt rất là vừa vặn đẹp mắt luôn đấy độ dài rất vừa phải thôi các bác nhá, không quá dài trên cổ tay đâu đấy đeo rất ưng ý luôn đẹp thật càng nhìn lại càng cuốn cái tông màu trắng kim cọc vàng hồng này bao giờ nó rất là nịnh mắt và cuốn hút nhé thêm một cái dây da đầu nữa rồi phải nói là thật sự rất là hoàn hảo đẹp càng nhìn lại càng yêu cái thiết kế chiếc đồ này rất là ngon mắt À, mặt sau dây chúng ta sẽ lót màu nâu nhưng mà nó sẽ là màu nâu trầm một chút chúng ta có logo Seiko này và mặt sau dây được làm rất là đẹp Đấy chúng ta sẽ có size dây là 20 tương tự nhá đáy sau chiếc hồ này là đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong từ trên cái này anh em sẽ nhìn thấy chúng ta có logo Seiko Đấy. Seiko tham và bộ máy được trang bị là máy 6 r 21 a của chúng ta 29 chân kính tổ số động 28 và 800 thì có tối đã là 45 giờ bộ máy nào được Seiko sản xuất và ráp tại Nhật toàn bộ phần này máy này sẽ được mạng PD vàng hồng và đánh bóng Bên ngoài chúng ta có logo Seiko, máy automatic tức là máy cơ tự động lấy cót. Bước xuống nước ăn này là 53 tương đương 5m, thân vỏ làm chắc công kỳ. Bên này chúng ta có mã má máy, mã má phần cây Spec. Bên Japan sản xuất và lắp tại Nhật và 29 chân kính này, Đó là số chân kính của bộ máy. Máy bên trong là hoàn thiện vân thớ cực kỳ là sắc nét các bác nhá. Đây anh em nhìn thấy này. Rất là đẹp. Máy 6 21 thì design thì nó ham đánh giá rồi. Seiko design máy chưa bao giờ là thế mạnh của họ. Nhưng mà về cái đấy, hoàn thiện thì rất là tốt. Đó. Máy chúng ta đầy đủ chức năng, nên có tự động, nó có bằng tay, dừng kim dây chỉnh giờ thì anh em sẽ mở ra hai đất kim dây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây đồng hồ nó có lịch thứ ngày ta bạn góc 12 giờ mình lịch thứ ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng anh em lưu ý một chút là nếu mà anh em để đồng hồ hết cót thì chúng ta sẽ phải bắt buộc chỉnh qua góc 12 giờ để nắm bắt được giờ sáng tối của đồng hồ tránh tình trạng lịch nhảy vào buổi trưa nhé đây chúng ta sẽ chỉnh đến 8 giờ sáng đóng lại kim dây chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra một đất phản xuôi theo chiều kim đồng hồ anh em chỉnh lịch ngày và ngược chiều kim đồng hồ anh em chỉnh lịch thứ sau chỉnh giờ lịch thứ ngày sau anh em nhớ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh về đúng nước ta bước trong nước của chiếc đồ này là 50 m đây là mức trong nước rất là tốt của đồng hồ cơ các độ thường ngày anh em đi mưa rửa tay và xe rất thoải mái lưu ý với anh em là không mang hồ sơ đi bơi tắm tắm lạnh và tắm sốc hơi với mức giá bán cực kỳ dễ chịu cho chiếc đồ này là 15 triệu 500 000 đồng. Nếu anh em thích chiếc đồ này có thể hàng với lại bên em thông qua số điện thoại em để phía em trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện có tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồ này nhé. Cảm ơn em rất nhiều theo dõi bên này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ Thế tiếp theo.